Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng mấy bạch trên sư phụ, trước khi buổi thuyết pháp bắt đầu, chúng con thành kính cung thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh sư phụ khởi niệm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh sư phụ cùng chư tôn đức an tọa, và chúng con kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng có mặt trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 120 của đạo tràng tu viện Linh Thứ hôm nay. Được sự cho phép của ban tổ chức, chúng con xin được phép cung kính giới thiệu đang hiện diện trên pháp tòa là Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thư ký Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Linh Thứ, huyện Củ Chi và trụ trì chùa Long Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chúng con xin được phép cung kính giới thiệu sư phụ Đạo Hiệu Thích Thiện Xuân. Kính bạch sư phụ, và chúng con xin được phép cung thỉnh sư phụ hoan hỷ tiếp tục giảng dạy phần cuối trong bộ kinh Bát Đại Nhân Giác. Rồi, thành kính cung thỉnh sư phụ. Đại dạ, chúng cho một tràng pháo tay. Hết giờ cho nên không cho giảng, không cho nói lâu lắc. Ban dẫn thỉnh cũng vậy, khi ta rộng giờ một chút thì mình đi cho nó chậm, khi hết giờ ta phải đi cho lẹ, chứ không phải là lúc nào ta cũng làm giống nhau. Giặc nó bắn tới nơi rồi mà cứ cà rề cho còn cái xác không. Ta phải biết tại sao Đức Phật sanh ra đời. Đức Phật nói là con phải tùy thuận chúng sinh, nhưng mà con phải biết thời biết lúc, chứ không phải lúc nào cũng làm giống vậy. Tại sao thầy thấy trời nó sắp sập rồi cho nên ráng tranh thủ xuất gia cho bốn vị để ngày mai trời sập xuất gia không kịp. Còn bữa nay á, là Phật tử tại sao mà phải làm trước khi quý vị có đại chúng ở đây? Mà nếu mà đại chúng về hết rồi thì là nó không còn linh nữa, cho nên là xin một tràng pháo tay xuất gia có đại chúng chứng kiến. Nghĩa là xuất gia ai cũng thấy, ai cũng nghe hết, để mai mốt nó đừng có trốn. Còn xuất gia âm thầm nó trốn mất. Cho nên là thầy mong rằng là bốn vị này sẽ tu tới già.
Bữa nay chúng ta học phần cuối của Bát Đại Nhân Giác. Quý vị cùng đọc theo thầy. Như thử bát sự, nải thị chư Phật, Bồ Tát Đại Nhân, chi sở giác ngộ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu tuệ, thừa pháp thân thuyền, chí niết bàn ngạn, phục hoàng sanh tử, độ thoát chúng sinh, dĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết, linh chư chúng sanh, giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, nhược Phật đệ tử, tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thú bồ đề, tốc đăng chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc. Hết rồi. Nghe thường trụ khoái lạc là hết, nghĩa là an vui, an trú trong sự khoái lạc. Dịch là tám điều như thế dạy qua chín hàng Bồ Tát cùng là Thế Tôn. Nghĩa là Đức Thế Tôn cũng là Bồ Tát hạnh, vì Đức Thế Tôn hiện thân Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Đã từng giác ngộ lẽ chân, tiến tu đạo hạnh vô ngần từ bi, đốt đèn trí huệ phá si, pháp thân thuyền quý đạo di niết bàn. Pháp thân thuyền nghĩa là cái thuyền đó là thuyền pháp thân. Pháp thân thuyền quý dạo đi niết bàn, có nghĩa là dạo trong cái cảnh giới niết bàn. Trở vào sanh tử thanh nhàn, chúng sinh độ thoát an toàn vui lây. Lại dùng tám việc trước đây, mở đường khai lối dắt dìu chúng sanh, khiến cho hết thảy biết rành tử sanh khổ não, đừng manh mớ mờ. Đừng manh chớ mờ, có nghĩa là chớ có mờ mờ mịt mịt. Đường trước mịt mờ nẻo sau không biết, gọi là nẻo sau cũng không biết đi gì đâu. Xa lìa năm dục đục lờ, tâm tu đạo thánh không giờ nào quên. Nếu là Phật tử phải nên tám điều như thế hằng đêm tụng hoài. Nghĩa là đêm nào cũng phải tụng nha. Tối quý Phật tử về cái tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân, hay là Bát Đại Nhân Giác, Đệ Nhất Giác Ngộ, Thế Gian Vô Thượng Quốc Độ Nghi Thí Tứ Đại Khổ Không Ngủ Ấm Vô Ngã Sanh Diệt Biên Dị Ngu, cái bên đằng lát mình ngủ luôn. Đó là hằng đêm. Hằng đêm chúng ta phải tụng trước khi chúng ta ngủ. Ngủ là phải tụng Bát Đại Nhân Giác, để chúng ta nếu mà ngủ mà có ngủ luôn á, vậy là ta sẽ trở thành những Bậc Đại Nhân. Tám điều như thế hằng đêm tụng hoài. Ở trong mỗi niệm hằng ngày, bao nhiêu tội lỗi diệt rài sạch trơn, bồ đề hoa báo nhẹ thơm, trên bờ chánh giác gót chân diễm dẫm liền, hằng hà sanh tử lưu linh, thường vui yên ổn, tâm tình tiêu tan. Đó là cái bài âm lẫn bài nghĩa. Do bữa nay nó còn thời gian ngắn, cho nên thầy sẽ giảng được cái cốt yếu thôi. Còn cái quyển này là ai cũng có rồi. Cái khóa sau á là chúng ta còn hai khóa nữa, cho nên là khóa sau chúng ta thi hái qua dân chủ, để chúng ta có được cái ngày tổng kết á, là chúng ta sẽ có những cái phần thưởng lớn nhất từ trước tới nay. Đồng quý vị chịu hái qua dân chủ để ai thuộc bài, ai nắm được Bát Đại Nhân Giác, để chúng mình có thi, có học đồ, phải không quý vị? Quý vị có chấp nhận tháng sau mình hát, mình hái qua dân chủ không? Chấp nhận không?
ai bóc trúng cái đoạn nào, cái câu đó dễ sử như mình bóc lên cái mình cúng. Bạn hãy đọc 4 câu sau của Đệ Bát Giác Ngộ. Ở cái đoạn này mới đuối nè. 4 câu sau của Đệ Bát Giác Ngộ. Thì mình bí quá, mình biết làm sao, mình nói là con đọc nguyên bài khỏi đọc 4 câu. À, chứ đọc 4 câu con không có thuộc. Ồ, nguyên bài. À, không ai đứng nhẩm mắt công. Đọc luôn. Như vậy thì ở đây chư Phật, Bồ Tát, hàng đại nhân được giác ngộ là do tinh tấn tu hành. Như vậy thì chư Tổ dạy là dầu rằng là bậc đại nhân, Bồ Tát cho đến thành Phật là do quý ngài tinh tấn tu hành mà thành. Phát tâm tu hành từ bi, nhiều đời nhiều kiếp cứu khổ chúng sinh mới thành được, chứ không phải tự nhiên mình muốn thành là mình thành. Phát tâm tu hạnh từ bi cứu giúp chúng sinh, các ngài luôn luôn thắp lên ngọn đuốc trí tuệ ở nơi tâm mình để phá trừ si mê mờ tối, kết quả là ngộ được pháp thân, chứng được niết bàn. Nên nói ngồi thiền pháp thân là thế, nghĩa là ngồi thiền pháp thân là mượn cái thân của mình, mà cái thân đó bây giờ trở thành thân pháp chứ không phải cái thân thịt. Thay vì cái thân của mình là đất nước gió lửa, bây giờ cái thân quý ngài là thân pháp, cho nên gọi là pháp thân. Mà ngồi thuyền pháp thân nghĩa là mượn cái pháp thân đó như một con thuyền chuyển tải cái giáo pháp Như Lai đến bờ niết bàn. Cũng giống như bây giờ thầy mượn cái giáo pháp của Như Lai để làm con thuyền chở thầy, rồi thầy giảng hướng dẫn cho quý Phật tử, quý Phật tử ngộ được là chở luôn quý Phật tử. Nhưng mà nói là chở, nhưng mà có chở không? Có chở không? Không. Mạnh ai nấy lên con thuyền của mình. Nếu thầy giảng mà quý vị không hiểu, quý vị lên được không? Không. Rớt cái bịch. Đó là phần thứ nhất. Chư Phật và Bồ Tát y cứ nơi 8 điều này mà tinh tấn tu hành, ngộ pháp thân, chứng niết bàn. Nó đơn giản lắm quý vị. Ai á, ai có ăn á, thì người đó no. Ai có uống á, thì người đó hết khát. Ai có tu tập á, thì có chứng đắc. Cho nên ở đây không có, trong cái phần này á, đến cái đoạn cuối rồi thì chư Tổ cũng vẫn nhắc chúng ta lấy cái thân này á, làm cái phương tiện. Trước sau gì mình cũng chết, mình chưa biết mình chết hồi nào. Cho nên là như thử bát sự, như 8 cái điều nói trước. Nãy thị chư Phật, đến như là chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc đại nhân chi sở giác ngộ cũng đều giác ngộ bằng cách nào? Tinh tiến hành đạo. Chứ cũng không có con đường nào khác. Tinh tiến hành đạo, từ bi rồi tu tuệ. Vậy là tu từ bi là tu Bồ Tát, hồi sáng thầy nói. Còn tu tuệ là tu thanh văn. Nghĩa là thanh văn là tu cho bản thân mình, từ bi là tu cho tất cả chúng sinh. Thừa pháp thân thuyền, chí niết bàn ngạn. Mượn cái thân của mình làm giáo pháp để chở mình và mọi người lên bờ niết bàn. Vậy thì cái đoạn này là phục hoàng sanh tử, độ thoát chúng sinh, dĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết, linh chư chúng sinh, giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo. Đoạn này nói thế nào? Sau khi Phật và Bồ Tát đã ngộ được pháp thân của mình, nó là con thuyền để đưa mình và người chứng đến niết bàn giải thoát, thì quý ngài khởi từ bi nguyện lực trở lại trong sanh tử để giáo hóa cứu độ chúng sinh. Như vậy thì chư Phật chư Bồ Tát có quay trở lại hay không quay quý vị? Có quay không? Có. Vậy thì kế bên quý vị là Bồ Tát. Nhìn kế bên cười một cái, chào Bồ Tát. Xung quanh chúng ta là Bồ Tát, là Phật thị hiện trở lại. Tuy cũng lăn lộn trong sanh tử, nhưng các ngài không vì nghiệp hoặc dẫn dắt, có nghĩa là không vì nghiệp gì hoặc, có nghĩa là các cái chướng nó dẫn dắt người đó đi theo cái lộ trình chướng đó, mà vì lòng từ bi khởi nguyện cứu độ chúng sinh, nên quý ngài ra vào trong sanh tử một cách tự tại, không làm cho cái lộ trình sanh tử đó nó chướng, mà vào ra trong sanh tử một cách tự tại, không bị phiền não, không bị khổ đau nó bức bách. Lúc giáo hóa, các ngài cũng dùng 8 điều giác ngộ mà chúng ta được học qua.
để mở đường dẫn lối cho chúng sinh thấy rõ cái khổ của sanh tử luân hồi, để xả bỏ năm món dục lạc của thế gian, lo tu thánh đạo. Như vậy thì ở đây chư tổ cũng dạy cho chúng ta đừng có đam mê ngũ dục. Ngũ dục là gì? Ai giơ tay lên nói giùm thầy, ngũ dục. Cái gì? Một tràng pháo tay tặng cho Phật tử. Là phải như vậy là hái qua dân chủ được rồi đó. Vậy là tháng sau có thưởng. Mình phải hẹn chứ không sáng sau không có mặt. Nhưng mà nhất định là tháng sau là hái qua dân chủ là có thưởng liền đó nha. Chứ đừng có nói này là không có hẹn nữa. Vậy thì bây giờ mình nói đó là ngũ dục. Vậy là xa lìa ngũ dục, lo tu thánh đạo. Là có bát thánh đạo. Ai nói được bát thánh đạo giơ tay lên luôn. Bát chánh đạo. Áo đỏ giơ tay lên kìa. Rồi bát chánh đạo có ai giơ tay không? Không có, nói luôn. Rồi quý vị cùng nói chánh kiến, chánh tư duy. Nói lớn lên, chánh kiến, chánh tư duy. Chánh nghĩa, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Là đủ 8 chưa? 2, 3, 3 là 8. Trời ơi, tưởng sao cho tôi cái này nó trợt riết sao tôi ngồi. Làm như tôi lùng lắm. Bắt tôi ngồi cao cho Phật tử thấy sao. Như vậy là mình xa lìa ngũ dục của thế gian, siêng tu thánh đạo. Đây là phần thứ hai, là phần giáo hóa chúng sinh của Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát vẫn đêm ngày lo tu thánh đạo. Vì nếu như không tu cái quả thánh của mình thì mình vì chúng sinh mà mình trôi lăn sao. Cũng giống như lấy ví dụ, hồi nãy thầy lo thầy đãi quý vị ăn mà thầy không ăn thì ai đói? Thầy đâu có ngu dữ gì. Cho nên sau khi quý vị ăn xong rồi thầy xuống dưới văn phòng thầy ăn. Đúng không? Chứ mình mà lo cho người khác ăn no, còn mình đói đừng có ngu dữ vậy. Cho nên là trong cuộc đời thầy á, thì thầy ăn ít hơn quý vị á, thầy ăn ít hơn mà thầy làm nhiều hơn. Vậy là ai có phước hơn ai? Chúc mừng luôn đó, thầy chỉ cho. Như vậy là mình phải ăn ít mình làm nhiều, còn cái người ăn nhiều mà làm ít là biết không? Là biết nó tổn phước tổn đức. Nó vậy đó. Để chứ có người nó ăn xong cái nó ngủ, nó ăn xong cái giờ nó buồn ngủ rồi đó. Giờ là thầy còn vẫn làm cho nó đi ngủ đầu. Thì là biết rồi đó, ai tổn phước tổn đức là biết. Nhược Phật đệ tử tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung diệt vô lượng tội, tiếng thú bồ đề tốc đăng chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử thường trụ khoái lạc. Phần thứ ba này nói người đệ tử thì chân chánh hướng theo con đường Đức Phật dạy mà tu. Mỗi niệm hằng nhớ đến 8 điều giác ngộ mà Đức Phật và các bậc hiền thánh đã dạy. Nhờ mỗi niệm hằng nhớ đến 8 điều giác ngộ đó mà không còn nhớ những cái điều gì khác. Đó, quý vị thấy tu là vậy đó. Tu là mình nhớ những điều Đức Phật dạy, cái mình không nhớ cái việc khác. Giả sử như ai đó nói xấu mình, cái mình đâu có thời gian đâu. Nếu mà mình không lo mình tu là mình nhớ cái điều của người ta nói. Người ta nói xấu mình nhưng mà mình nói tôi mắc đi tụng kinh rồi. Cái mình ra mình tụng kinh rồi mình còn nhớ cái gì ta nói không? Không. Quý vị cùng nói với thầy. Ai mang cho người cái thứ gì người ta không nhận, thứ đó đem về. Cho nên người ta chửi thầy nhiều lắm mà thầy đâu có thời gian đâu nhận. Cho nên nó để dành hết rồi. Mấy đứa nó chết rồi. Nó chửi nhiều quá cho nên tức quá nó chết luôn. Tội nó chứ. Do đó không tạo nghiệp nhân ác nên tội lỗi theo đó mà dứt. Mình không tạo những cái nghiệp nhân xấu ác nữa thì cái tội nó còn không? Mất giống. Quý vị cùng nói với thầy, ai không gieo nhân ác thì cái nhân ác nó mất, khỏi sợ đọa lạc. Ai thường làm lành
cây bồ đề nó lớn, nó chụp cái cây ác, chết queo. Hiểu không? Phật tử hiểu chưa nè? Mình tối ngày mình lo mình phát bồ đề tâm đi, cái cây bồ đề mình nó lớn thì cái cây ác nó sống nổi không? Chết queo. Rất là dễ. Cho nên hằng ngày thầy lo thầy tu thôi. Đệ tử thầy nó nói sư phụ không có dạy con gì hết, sư phụ không có chịu tu với con, cho nên con bỏ tu. Thầy nói chúc mừng con, Nam Mô ngu dễ sợ Bồ Tát. Ngu vừa thôi chứ. Bây giờ con á, thì con ra con tụng Lăng Nghiêm, mà con tụng con còn chưa thuộc nữa, còn sư phụ thuộc rồi, mày biểu ta đi tụng với mày rồi ta tụng sao mày nghe được. Ta tụng Nam Mô Ta Ra Ta Tu Đề Cha Na Nha Ra Đế Tam Mô Ta 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 Sa Lần Ta Nghe Được. Cái người người ta tụng, giả sử như cái người huấn luyện viên người ta chạy tốc độ là 100 km/h, mà mình mới có chạy 10 km/h, mình đòi chạy theo người ta sao mình chạy kịp. Thì bản thân của mình lo mình tập chạy đi, thầy ra thầy dạy cái mình lo mình tập chạy tối ngày một mình chạy đi, rồi mai mốt mình mới chạy theo kịp thầy chứ. Đằng này nó không, sư phụ không ra là con không tụng. Trời, chịu nói không? Sư phụ không theo con tu là con nghỉ tu. Chúc mừng con. Cái việc đó hầu nhỏ, sư phụ giống như con, cho nên là sư phụ đêm ngày. Bây giờ mà hầu nhỏ mà sư phụ không học, giờ này sư phụ giảng được không? Đâu có cái đâu giảng. Đằng này bây giờ không có sư phụ nó không học. Chịu nổi không? Nó có nước bồ đề gai với bồ đề tâm gì kìa. Tại sao? Vì tâm của chúng sinh không còn nghĩ đến cái tự lợi cho bản thân, không nghĩ đến những điều hại cho người, cho vật, lúc nào cũng nhớ nghĩ đến những việc tu hành, thường xuyên tỉnh giác, nghĩ nhớ thương chúng sinh, tìm phương để cứu độ chúng sinh. Nghĩa là chúng sinh đau khổ lắm, mình tìm phương này kế nọ mình giúp cho nó. Cho nên là trước đây là thầy làm cái này nó trống trơn phải không? Tới đây là thầy ngăn lại. Tết này quý vị về như cái ma cung vậy đó. Đi, đi vô rồi không có đường ra. Nhưng mà đi vô cái ma cung, nhưng mà vô cái thấy cái Phật. À, vậy là mình vượt khỏi mấy cái ma cung nó mới tới Phật được. Phong thủy nó cho rằng mà để trống lóc về là nó đi vô rồi nó đi ra. Vô đông lắm mà nó ra cũng nhiều lắm. Bây giờ tao xây lại cho vô không biết đường ra. À, đó là phong thủy vô mà không biết đường ra. Như vậy chẳng qua là thầy ngăn phòng đó thôi. Giờ mình chịu cực mình ngăn phòng lại, để Phật tử về là có phòng ốc đàng hoàng. Sử dụng cái này thêm mấy năm nữa, rồi bắt đầu mình làm cho nó ngay ngắn đâu đó đàng hoàng, để Phật tử về cho nó ngăn nắp, cho nó nhìn bên đây không có thấy bên kia nữa. Tới đây thì biến cái chỗ này thì nó hô biến cái rừng toàn bằng tôn không. Biến chứ cũng là bằng tôn không. Vậy cái bắt đầu phòng nào nó ra phòng nấy, vậy là mình tu nó dễ hơn, nó không có loạn. Người nào mà tinh tấn vô trong này, cái phòng này để luôn, ngồi một tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Ai một tiếng thì vô, còn ai nửa tiếng qua phòng cái bên, còn ai vừa tu vừa ngủ qua phòng cái bên nữa. Hợp lý không quý vị? Phân loại đó, loại nào ra loại nấy, vàng thao không cho lẫn lộn. Thao ra thao để bán, một thao một đồng. Còn vàng là một đồng một chỉ. Vậy thì cái người mà luôn luôn nhớ nghĩ đến con đường giác ngộ cho mình và tìm cách để cứu độ chúng sinh thì người đó có phải là Bồ Tát chưa quý vị? Bồ Tát. Nhớ, người sống được như vậy thì sẽ tiến đến quả vị Bồ Đề, thành tựu được quả vị Phật. Khi đã đoạn lìa sanh tử vĩnh viễn thì thường được ở trong cái cảnh thanh tịnh an vui. Để quý Phật tử dễ nhớ và nhớ kỹ, tu hành khỏi sợ sai lạc, tôi tóm lược lại các lời giảng ở trên như thế này. Đó, bắt đầu tóm lược nè. Tóm tới 3 giờ là xong. 1. Điều giác ngộ thứ nhất, thường thấy thân tâm của mình và sự vật ở bên ngoài là vô thường, không bền chắc, không có thật ngã. Phải biết tâm là gốc sanh ra các tội ác. À, chớ mê mờ, chớ chấp nê, cho rằng tâm là thật, là ta.
biết vọng tưởng là không thật, nên không có mê chấp mà chạy theo nó trong biển khổ sanh tử luân hồi. Lại cũng biết cái thân này là rừng tội lỗi. Quý vị, tâm là nguồn ác mà thân là rừng tội, ghê chưa? Nên không chấp cái thân là thật, là ta, thường quán xét như thế để xa lìa khổ luân hồi sanh tử. Rồi, quý vị lặp lại với thầy: đệ nhất giác ngộ, đệ nhất giác ngộ. Tóm lại, tâm là nguồn tội lỗi, thân là rừng tội lỗi. Thân và tâm tội lỗi, thường quán xét như thế để xa lìa biển khổ sanh tử luân hồi. Cái là lời nhắc nhở của các bậc đại nhân nhắc nhở chúng ta vậy đó. Chúng ta phải biết cái tâm là nguyên nhân của tội lỗi, còn cái thân á, nó đã gây một rừng tội lỗi rồi. Rồi bây giờ mình có chiều theo cái thân và cái tâm của mình không? Không. Bây giờ lấy giáo pháp của Phật để trưởng dưỡng một cái tâm mới. Cái tâm cũ á, hồi xưa đó là cái tâm cố chấp, nó cho rằng tâm này là của ta, tài sản của ta, con cái của ta, mọi thứ của ta. Cái loại tâm đó đó là tâm cố chấp, mê lầm, ngu si. Bây giờ mình học Phật rồi, Đức Phật cho mình một cái tâm là gì? Tâm chánh niệm tỉnh giác, hiểu rõ cái nguồn vọng tưởng điên đảo là nguồn tội lỗi, còn cái thân này là rừng tội lỗi. Uống miếng nước cho nó hết tội lỗi. Nam mô Cam Lồ Dương Bồ Tát. Rồi, điều giác ngộ thứ hai: nên biết tham cầu nhiều thì khổ đau cũng lắm. Gốc của luân hồi sanh tử là do tham đắm ngũ dục của thế gian. Vì vậy mà phải bớt cái tham muốn đi. Khi cái tâm mà bớt tham cầu ngũ dục thì sẽ được an ổn vui vẻ. Rồi, quý vị cùng nói với thầy điều giác ngộ thứ hai. Đức Phật dạy: tham ít khổ ít, tham nhiều khổ nhiều, tâm bớt tham cầu, bớt dục vọng sẽ được an ổn vui vẻ. Ồ, cái điều giác ngộ thứ hai nó dễ ghê không? Bớt tham là an ổn. Nhưng mà mình phải hiểu nha, bây giờ mình không có tham, giả sử như bây giờ thầy tham để làm gì? Nhưng mà cái việc Phật sự để mà độ chúng sinh, vậy thì nếu như mà mình không tạo ra cái phước duyên thì đời sau mình có phước không? Có không? Cũng giống như là ngày hôm nay nè, quý vị về đây tu, thầy cũng tu với quý vị. Nhưng mà mọi người có cái tâm hướng về thầy, cho nên là thầy là cái chỗ để mọi người gieo trồng cái phước, thì thầy phải đi làm cái phước nữa. Mà quý vị càng ủng hộ, như hồi nãy làm lễ buffet mà quý vị ủng hộ thầy, vậy là thầy xây cái chùa. Vậy thì bá gia bá tánh người ta về người ta tu là ai có phước? Quý vị có phước, thầy có công đức, cho nên quý vị ít hơn thầy. Phước á, mà biến thành đức á, là tâm quý vị nó phải bao la rộng lớn. Thì tại vì quý vị cúng cho thầy là quý vị còn có thầy để cúng. Và cái phước á, hồi nãy có một số vị là cúng ba la mật, cúng không cần ghi, cúng không cần thầy hồi hướng, không cho thầy biết tên luôn. Dầu rằng thầy có hồi hướng đi nữa, nhưng mà thầy hồi hướng vô thượng bồ đề, tại vì khổ đâu có cho biết tên. Nhưng mà cái tâm đó mà thật sự là bồ đề tâm á, là cái tâm đó lớn lắm luôn. Là tâm đó nó biến phước thành công đức rồi đó. Nhưng mà phải thật sự là bồ đề tâm nghe. Giả sử như con bây giờ có nhiêu đây à, bà cụ già bà bán luôn mái tóc, bà đi ăn xin từ sáng tới chiều, bà được có 10 ruby thôi. Bà bán luôn mái tóc được 10 ruby nữa, bà mua 20 ruby tiền dầu, bà đem vô bà cúng. Và bà nguyện rằng là con đã cúng hết những cái gì mà bữa nay con có được, phước báo con có bao nhiêu là cả thân lẫn tâm con cúng hết rồi, con nguyện đời sau thành Phật. Và cái đèn này nó phải cháy một tuần lễ không tắt. Vì thấy ghê chưa? Tái cháy tuần lễ không tắt. Ngày một kiền liên dùng thần thông đốt cũng không tắt, ở thổi cũng không tắt. Như vậy thì mình không thể đem mắt thịt mà mình thấy được nhân quả của bậc thánh.
mình không thể đem nhân quả của mình so sánh với nhân quả của bậc thánh. Cho nên là có nhiều lúc mình không hiểu mà mình nói là mình có lỗi. Cho nên thôi, không dám nói. Ai làm được điều gì tốt mình mừng, ai làm gì xấu họ có nhân quả của họ. Mình mà chưa có đủ khả năng giúp đỡ họ, không dám nói lỗi của họ. Không dám nói lỗi. Trong giới sa di á, quý vị biết có một cái giới mà giới nói dối đó. Thì trong giới sa di có dạy, chư Phật chư Tổ có dạy như thế này. Một vị sa di mà vì phạm cái lỗi nói dối, vì phạm cái lỗi chê bai, có nghĩa cái lời hung ác, chê một vị tỳ kheo tụng kinh mà tiếng đọc kinh như chó sủa vậy đó. Tụng sao mà nghe giống như wow 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 wow. Nam mô Tát Tham Gia Gia Na Đế Mi Mô Đà Tát Tát Tham Đạo Đi Sắc Sa Mô Bảo Đạo Đi Đà Bi Tê Mô Tát Nam Mô Bồ Tát Đi Nam Đà Tham. Cái nó nói ông tu tụng kinh gì giống chó sủa. Nhưng mà vị tỳ kheo đó chứng A La Hán rồi, cho nên vị tỳ kheo đó dạy chú Sa Di đó đó là phải sám hối. Chú Sa Di thành tâm sám hối, nhưng mà cái tội đọa địa ngục á, thì được miễn. Nhưng mà cái tội đọa làm chó là quý vị biết bao nhiêu kiếp không? 500 kiếp. Chê người ta tụng kinh tiếng đọc tụng như chó sủa, mà quả báo cảm ứng phải chịu đọa 500 năm làm kiếp chó. Bây giờ quý vị có muốn chê người khác không? Nghe rùng mình, lông tóc dựng ngược. À, ai mà chê bai người khác thì phải nhớ đến những câu chuyện đó, để rồi không có phải chịu cái quả báo chê bai. Điều giác ngộ thứ ba, nên biết người nào dục vọng càng nhiều thì tội ác càng lớn. Do đó mà phải dứt cái tâm ham muốn, không tham cầu ngũ dục, lúc nào cũng muốn ít biết đủ, an phận nghèo để giữ gìn đạo đức, phát huy trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, không để cho cái tâm nó đuổi bắt danh lợi của thế gian. Vậy là điều giác ngộ thứ ba này nhắc nhở cho chúng ta nhìn thấy được cái sự nghiệp của mình là gì? Sự nghiệp là trí tuệ. Còn cái công danh ở thế gian này nè, cái sự tham cầu ở thế gian đó, là tội ác nó chất chồng. Rồi quý vị cùng nói với thầy, điều giác ngộ thứ ba: tham nhiều tội ác nhiều, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, đừng mê hư danh. Cho nên người ta khen mình giỏi cũng đừng có mê. Điều giác ngộ thứ tư: người lười biếng giải đãi, không đoạn trừ được cái nghiệp ác, tu hạnh lành thì bị trụy lạc trầm luân, vì vậy mà phải tinh tấn tu hành để phá trừ vô minh phiền não, hàng phục các thứ ma chướng, ra khỏi ngục tù, ngũ ấm và tam giới. Vậy là điều giác ngộ thứ tư là khuyên mình đừng có lười biếng, hãy nên tinh tấn để ra khỏi ngục tù của sự lười biếng. Cho nên lười biếng nguy hiểm không quý vị? Quý vị có phát nguyện là không lười biếng không? Nói lớn theo thầy. Điều giác ngộ thứ tư: con phát nguyện không lười biếng. Hết. À, nhớ nghe. Còn ai làm biếng là thôi tiêu rồi. Nam mô tiêu cái chắc Bồ Tát. Điều giác ngộ thứ năm: phải biết gốc của luân hồi sanh tử là ngu si, vì vậy phải học rộng nghe nhiều về Phật Pháp, nhờ thế mà trí tuệ được tăng trưởng rộng sâu, có đủ khả năng, đủ biện tài để giao hóa chúng sinh. Như vậy thì mình không có ngu si, thì nhờ không có si mê, không có lười biếng, mà mình phải siêng năng học rộng nghe nhiều. Đó, quảng học đa văn á. Như vậy thì vì lợi ích cho chúng sinh mà mình học. Rồi, điều giác ngộ thứ năm: ninh thinh, thôi chỗ qua. Ráng cố gắng học để độ những người thân của mình nha. Điều giác ngộ thứ sáu: nên biết người nghèo khổ nhiều
hay gây ra oán hận, thường kết nhiều cái duyên ác, vì vậy không tránh khỏi cái quả báo đau khổ. Nên người tu phải phát tâm thương xót lấy họ, tha thứ cho những lầm lỗi hờn oán không duyên cớ của họ. Quý vị thấy có nhiều người nó vô duyên, nó giận mình một cách vô duyên, vậy mà nó cũng kiếm chuyện với mình một cách vô duyên. Nhưng mà mình có hờn giận họ không? Không. Tu là đừng có hờn giận họ, vì họ tu cái pháp môn vô duyên. Lại còn đem cái tâm bình đẳng bố thí giúp đỡ cho họ, những người hãm hại mình, không nhớ cái lỗi lầm ngày trước của họ, không ghét bỏ họ. Biết và làm được như vậy mới là người thực hành đúng theo hạnh bố thí của Phật và Bồ Tát. Cái điều giác ngộ thứ 6 là không có chấp cái người hại mình, không có câu nệ với người hại mình, mà đem tâm từ bi bình đẳng để bố thí giúp đỡ cho họ. Vậy là quý vị nói với thầy một câu: người hại mình giác ngộ rồi, mình không hại họ, còn thương họ, giúp đỡ họ, cho họ lỗ ráng chịu. Phải không? Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa có giỏi giống như Thái tử Tất Đạt Đa không? Đề Bà Đạt Đa giỏi giống như Thái tử, nhưng mà 9-10 thôi. Cái lúc mà Thái tử còn là Thái tử thì Đề Bà Đạt Đa rất là giỏi, văn võ cũng giỏi dữ lắm. Mới ra là đấu với Thái tử Đề Đà, với Thái tử Tất Đạt Đa để mà tranh giành Gia Du Đà La đó. Đề Bà Đạt Đa chém cái cây một cái phực, cái cây ngã cái rầm, mà cái cây cổ thọ ôm một ôm tới Thái tử Tất Đạt Đa. Không biết cái ông này ôm coi bộ gọn như vậy mà không biết chặt nổi không, ai cũng lo đó, vì Đề Bà Đạt Đa nó to con hơn Thái tử Tất Đạt Đa. Lúc đó mà có cân là thầy cân, để giờ thầy nói quý vị là người bao nhiêu ký. Giả sử như Đề Bà Đạt Đa nó 120 ký thì Thái tử Tất Đạt Đa có 80, cũng to cao lớn nhưng mà khoảng 80 ký, tại vì ông có eo chứ không phải là eo ông địa. Ông có eo cho nên là thấy cái tướng to cao nhưng mà chừng 80 ký, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa là 120 ký, cho nên chặt cái cây cái phực, cái cây ngã cái rầm, mọi người ai cũng lo Thái tử Tất Đạt không biết chặt có gãy không đây. Thái tử đi hai đường quyền, chặt cái phạt cái cây đứng nguyên, chặt cái xẹt cái cây đứng yên nhưng mà gió hiu hiu cái cây nó mới ngã, bởi vì nó đứt ngọt quá. Ồ, lúc mà gió hiu hiu, mà quý vị cái gió hiu hiu đó quý vị biết ai làm gió không? Thầy làm. Giờ thầy mách cho biết. Tôi nói dốc vậy mà cũng vỗ tay. Nhưng mà cái thời đó là chư thiên thổi nó mới ngã đó, chứ còn chư thiên không có thổi là nó không có ngã đâu. Điều giác ngộ thứ 7: biết rõ ngũ dục là tội lỗi và tai họa. Tuy hiện đời là người thế tục mà vẫn giác ngộ, cho nên biết tránh, không đắm mê theo ngũ dục, luôn nuôi cái chí nguyện xuất gia. Cho nên hồi nãy có một số vị làm lễ phát tâm xuất gia gieo duyên là nuôi cái chí nguyện xuất gia. Cho nên hồi nãy thầy có đọc cái câu: phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Thay vì lúc trước xuất gia là nói tóc đã cạo, tơ lòng đã dứt, cuốn sổ đời, tên tuổi đã bôi, chấm 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 chấm. Chứ nợ trần ngày ấy hết rồi, nó còn nợ một cục ở đó mà hết. Ở Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, giả sử vậy. Những cái bài đó là đọc vậy. Còn bây giờ là phù xuất gia giả phát túc siêu phương, phàm là người phát tâm xuất gia, bước trên một con đường cao rộng từ phàm lên bậc thánh, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Bây giờ tâm mình khác tục, nhưng mà hình thể mình còn giống, cho nên nhát kéo thôi. Tâm hình dị tục, thiệu long thánh chúng là xương, làm cho cái dòng thánh chủng nó được xương long, gọi là thiệu long thánh chủng. Chấn nhiếp ma quân, lúc này quay trở về chiến đấu với tứ ma. Dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Ngày xưa đọc chữ Hán là không biết, chứ giờ này là chữ Hán làm hết luôn á. Quý vị cố gắng cạo đầu, ráng theo thầy học chữ Hán cho nó tới nơi. Muốn giữ gìn giới hạnh nghiêm minh thanh tịnh, sống đời siêu thoát, tự làm lợi ích cho mình, để rồi khởi lòng từ bi cứu độ tất cả chúng sinh. Quý vị thấy là
người cái điều giác ngộ thứ bảy là giàu rằng ở trong cái cõi dục nhưng mà mình biết rõ tội lỗi và tai họa của cõi dục, cho nên mình không theo, không bám. Cho nên là mình có cái chí nguyện xuất gia, mình nghiêm trì cái hạnh thanh tịnh và cái lối sống siêu thoát. Quý vị tại gia mà giờ này thầy cũng có một chú đệ tử, chú sống ở đời tại gia nhưng mà chú nói con thân tại gia mà tâm con đã xuất gia rồi. Chú về đây chú học, nghe thầy giảng dạy mà chú nói rõ vậy luôn. Thân của con còn ở trong nhà nhưng mà tâm con đã xuất gia rồi. Bây giờ con không còn phiền não nữa. Chú dám nói như vậy, ai làm gì con cũng không có phiền não. Dám nói điều đó là quý vị thấy ghê gớm không? Cho nên là mình phải nể. Những người như vậy là phải đáng cung kính. Xin một tràng pháo tay tán thán những người như vậy. Cuối cùng, còn 30 giây nữa. Điều giác ngộ thứ 8. Phải biết luân hồi sanh tử liên tục là khổ đau vô cùng vô tận. Nên phát tâm từ bi rộng lớn, nguyện thay cho chúng sinh chịu khổ và giúp cho tất cả được đến cái chỗ cứu cánh an lạc, niết bàn giải thoát. Rồi, quý vị cùng nói với thầy, điều giác ngộ thứ 8. Biết luân hồi sanh tử không bao giờ dừng, nên phát tâm rộng lớn, chịu khổ thay cho chúng sinh. Sao câu đó nói nhỏ chứ? Nói lớn lên, chịu khổ thay cho chúng sinh. Con chịu khổ để cho người thân con nó vui. Kiếp sau đường ai nấy đi. Tại vì mình khổ mà nó vui thì làm sao đi chung đường? Đời này mình chịu khổ thay cho người ta thì đời sau có đi chung đường không? Quả báo khác thì sao đi chung đường? Nhớ vậy đó. Cho nên là cứ như thế, ông chồng mà ông quánh, ông ăn hiếp mình, mình cứ làm trâu ngựa cho ông, mình chịu khổ thay cho chúng sinh. Để đời sau còn, để đời sau còn gặp nhau nữa không? No, see you again. Nhớ gì đó. Cho nên đời này thầy chịu khổ thay cho đệ tử. À, đệ tử mà nó không chịu, ráng cố gắng chịu khổ thì đời sau có gặp thầy nữa không? No. Đó là 8 điều giác ngộ mà chư Phật Bồ Tát đã làm và những người tu theo Phật chân chánh đang làm. Ai là người muốn học theo Phật, tu theo Phật thì phải làm những điều này, không thể bỏ qua được. Tại sao? Tại vì học Phật là học cái đạo giác ngộ. Phàm nói đến học Phật là nói đến cái đạo lý giác ngộ của Phật và Bồ Tát đã tu, đã giác ngộ. Đó. Rồi, như vậy tới đây là đủ rồi. Còn cái đoạn sau, quý vị về tự đọc. Cái đoạn sau nó hay lắm mà hết giờ. Mình cứ làm theo thời gian đi. Theo quy luật là tới 1 giờ rưỡi tới 3 giờ. Nhưng mà nãy 1 giờ rưỡi là phải xuất gia nữa, cho nên là tới 2 giờ 15 phải không? Thay vì mình học 2 tiết thì giờ mình học 1 tiết thôi. Mình học giỏi hơn cái bữa mình học 2 tiết. Vậy đó là mình học đúng giờ thôi, chứ để quý vị còn về xa nữa. Có nhiều người còn về xa. Hồi nãy thầy cáo lỗi với những vị mà sau khi thầy xuất gia xong, có một số vị vô gặp thầy để có ý kiến gì đó mà thầy nói hết rồi. Cho nên là lát nữa gặp thầy sau, mong rằng quý vị tha thứ cho, không đáp ứng được cái nhu cầu cho các Bồ Tát. Mong rằng Bồ Tát cũng từng quan hỷ cho, chứ Nam Mô Bồ Tát thường giận dỗi là không được. MC đâu mất tiêu rồi, thầy không thấy ta hết giờ rồi mà MC không lợi. Thầy xin thông báo với quý Phật tử là ngày mùng 1 tháng 11 là giỗ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mà thân phụ của thầy thì ổng lại kiếm cái ngày đó ông đi, không lẽ ổng bạn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ông đi ngay ngày đó. Cho nên là ngày đó thầy mời quý vị về ăn đám giỗ với thầy. Mà ngày đó cũng có khoảng trên dưới 200 chư tăng chư ni tại huyện Củ Chi về đây bố tát. Huyện Củ Chi thì bây giờ khoảng gần 300 tăng ni. Nhưng mà đi bố tát thì khoảng trên dưới 200.
Cho nên là ngày đó thầy có cúng dường trai tăng. Quý Phật tử nào mà cùng phát tâm để theo thầy tác bạch cúng dường thì ngày mùng 1 tháng 11, không phải 2011. Này là cái vụ mà tặng sau nè. Cái này là mừng sinh nhật 20 tháng 11 muộn phải không? Rồi, xin cho một tràng pháo tay thầy nhận cái tấm lòng và nhận luôn cái quà hồi hướng cho quý vị tinh tấn tu học sớm thành đạo quả. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mới tóm lại nè. Bây giờ tóm lại trong cái kinh Bát Đại Nhân Giác ha, có 3 phần. Ha, quý vị cùng nói theo thầy, Bát Đại Nhân Giác. Con tóm lại có 3 điều. Điều thứ nhất, con phải học thuộc, con mới giác ngộ được. Ai không thuộc, học cũng như không. Sao nói nhỏ như vậy? Quý Phật tử này là tôi biết không thuộc rồi. Cho nên nghe nói nhỏ xíu à. Cho nên tóm lại là 8 điều giác ngộ này là quý Phật tử phải thuộc. Cái đó là kết luận của thầy. Nếu ai mà không thuộc nó dễ lắm quý vị. Ngày nào mình cũng đọc hết á. Mình in ra một cái tờ rồi mình để trên đầu nằm, mình đọc trước khi ngủ là chắc chắn thuộc luôn. Điều thứ hai, quý vị cùng nói với thầy, sau khi thuộc, hằng ngày con đọc, nó thấm thành máu, để con thực hành, con chắc chắn sẽ thành. Thành cái gì thì mình tính tự mình. Chứ không lẽ người kia là đại nhân, còn mình là tiểu nhân. Thì từ cái tiểu nhân cho tới trung nhân và tới đại nhân, được chưa? Cho nên mình học thuộc rồi mình thực hành theo thì chắc chắn mình từ từ mình sẽ trở thành đại nhân. Đồng ý không quý vị? Đồng ý. Rồi cái điều thứ ba thầy kết luận nè. Nếu như người nào học thuộc, người nào đêm ngày hành theo, thì người này khi thân hoại mạng chung đều nắm chắc cái vé là sanh về thiện thú thiên giới trên cõi đời này. Tu hành theo Bát Đại Nhân Giác. Mà mình biết là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, mình gặp cái chuyện gì đó, mình gặp cái chuyện đau khổ gì đó, cái bắt đầu mình nghĩ thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, nó không có thật. Cho nên là mình bị người ta giành đất, cái mình thấy trời ơi, tại sao đất mình mà nó cấm cọc qua ta, trời ơi, cái thứ gì đâu mà nó giành đất, cái mình nói thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Vậy là thế gian vô thường là nó dành của mình, là nó còn nó tồn tại mãi hay là mất? Mất. Rồi xin một tràng pháo tay vì MC đã tới. Cho nên mình là thế gian này nó vô thường lắm. Quý vị đừng có sợ. Của nó không bao giờ mất. Mà nếu người ta có lấy thì người ta xài hay là người ta bỏ? Xài, nó ăn cắp nó xài. Cho nên là mình không có mình xài, nghĩa là người khác người ta xài, chứ không phải là bỏ đâu. Cho nên mình lỡ mình mất, nhưng mà thật sự ra có mất không? Quý Phật tử, có mất không? Không. Quý vị nói theo thầy, lỡ mất đôi dép, cười, bố thí, mình hy sinh đi chứ không? Nãy cái câu mình nói rồi đó. Mình phải hy sinh cho chúng sinh đúng không? À, mình học Bồ Tát mà có gì đâu. Đằng này đi chứ không, chửi lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm. Bồ Tát gì kỳ vậy? Cho nên là cố gắng, lỡ mình có mất thì mình nghĩ vậy nè, à có người người ta không có cho nên người ta lấy. Vậy cái tự nhiên cái lòng mình nó lớn lắm, nó rộng lắm mà nó vui lắm. Hay gì mình đem tới mình cho người ta, giờ mình đem có đem tới đâu, người ta tới người ta lấy mà. Thôi, ta luôn đi. Nhưng mà bữa hổm thầy có đòi lại. Lý do nào thầy đòi lại quý vị biết không? Bởi vì lý do cái đôi dép đó là của một cái cô Phật tử, mà cái cô này cũng nói là con cúng cho thầy là thầy phải mang, thầy không có được cho ai. Thì thầy mang, nhưng mà cái thằng kia nó lấy. Mà nó là cái thằng nó không có được bình thường. Mà nó lấy mà phải nó mang chỗ khác thì thầy đâu có đòi. Mà nó mang lại đây thầy phải đòi chứ sao? Có đúng không quý vị? Nhưng mà thầy đòi là thầy nói sao? Con, thầy cho con cái đôi khác. Còn cái đôi này là bởi vì người ta cúng dường cho thầy. Mà giờ này người ta lầm tưởng là tưởng thầy cho con thì người ta giận. Phải mà phải con mang mà con đi đông đi tây gì con đừng có ra... Ở đây thì thầy đâu có nói.
mà con ở đây mà lỡ cái vị kia nó thấy, nó nói sao con cúng cho thầy mà thầy đi cho cái thằng khùng đó. Ủa thầy coi con là cái thứ cho thầy đôi dép mà để thầy cho thằng khùng hả? Chết thầy không? Lúc đó nó bỏ chùa mà còn chết nữa chứ không phải không đâu. Đúng không quý vị? Cho nên là thầy lấy lại, thầy có nói lý do. À, cho đôi khác, trả đôi đó lại giùm tôi đi ông. Ông vô, ông hết của ông chôm rồi, ông chôm luôn của trụ trì. Chịu nổi không? Rồi, A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bấy bạch trên sư phụ, xin cho phép chúng con được phép đại diện toàn thể đạo tràng thành kính tri ân sư phụ qua bài thuyết pháp vừa rồi trong kết thúc kinh Bát Đại Nhân Giác. Chúng con xin kính chúc sư phụ pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học, và để tỏ lòng quy kính và niệm ân, xin cho chúng con thành kính cúng dường sư phụ tam bái. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và buổi pháp thoại đến đây đã hoàn mãn. Chúng con cung thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng. Chúng con cung thỉnh sư phụ khởi nguyện. A Di Đà Phật. Hồi nãy sao sư phụ chưa thấy mang cái đồ quà tặng ra tặng quý Phật tử, hay là khóa sau tặng? Dạ, anh Tý tặng luôn. Anh Tý tặng luôn phải không? Thầy có cuốn lịch cho năm 2020. Năm nay mình tặng lịch sớm đi, để tới cái tất niên á, quý Phật tử không có phải lùm đùm lề đề. A Di Đà Phật, quý Phật tử chắp tay cùng với thầy hồi hướng. Hai bàn tay con chắp lại, như hoa sen trong cõi ta bà ngũ trược ác thế. Đức Phật dạy, thân lành là hào quang, miệng lành tỏa khuôn ngọc, ý lành tựa thần thông, sánh với hoa sen tinh khiết. Xin cho chúng con chắp tay là đóa sen lòng của chúng con trong cõi ta bà này. Ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược, như là bùn nhơ. Xin cho chúng con sống trong bùn nhơ, nhưng luôn tỏ hương thơm, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Xin cho chúng con được sanh trong hoa sen của chính mình, để đời hiện tại chúng con được từng hơi thở, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, chúng con như có được niết bàn ở trong hoa sen báo của chính mình, để khi thân hoại mạng chung, chúng con đủ phước duyên sanh về cõi thanh tịnh Tây Phương Tịnh Độ. Nguyện cho tất cả mọi người đều là một đóa sen trong cõi ta bà này, để kết nên một đài sen trang nghiêm thanh tịnh, để chư Phật trong mười phương thường ngự trên tòa sen báo ấy. Như trong kinh Phạm Võng, Đức Tỳ Lô Giá Na, Đức Lô Giá Na Phật, vì thương xót tất cả chúng sinh mà giảng dạy kinh Phạm Võng. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng ngự tọa trên nghìn cánh sen báo như vậy, để cho chúng con hiểu rằng những lời dạy của Đức Phật như những đóa sen tô điểm cho cuộc đời. Nguyện cho tất cả những người đồng tu, đồng học đều là những đóa sen thanh tịnh trong cõi giới ta bà ngũ trược này. Cầu cho tất cả những người tu hành thân an tâm lạc, sở nguyện sở cầu được thành tựu. Nguyện cho cửu quyền thất tổ nương nhờ sự tu tập nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng, mà cửu quyền thất tổ được sanh về cõi tịnh trang nghiêm. Cung thỉnh và kính mời đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.